Mấy bạn ở đây có còn xem phim Toilet Skibidi nữa không? Tháng lâu lắm rồi tôi không xem. Bởi vì là bây giờ người ta ra ít lắm. Một tháng người ta mới ra một tập ấy. Chờ đợi mòn mỏi như thế cũng chán không cả buồn xem. Mới cả là mai mà người ta chưa cho ra mắt tập cuối. Cứ thời gian càng ngày càng trôi, càng lâu. Tháng đó là ai xem cũng chán nhưng mà xem. Nhưng mà Thắng vừa mới thấy một cái thử thách. Đó chính là thử thách trở thành vua bồn cầu. Sao mà người ta không đặt ra thử thách trở thành vua cameraman hay là vua speakerman đi. Nhưng mà mấy con Skibidi mà khổng lồ thì tôi là cũng mạnh đấy nhở. Đó, và đây chính là Thắng đang ở bên trong cái cục giấy vệ sinh này. Bởi vì Thắng rất là nhỏ, bây giờ mới ra ngoài là bị mấy cái bạn bồn cầu khác ăn thịt ngay. Cả mình Betty ship tè mới vô thôi người ta cũng không tha cho mình đâu. Đó, các bạn thấy không? Ừ, cái bạn này cứ ở ngoài. Bạn ấy to thế mà vẫn chui vừa cái cục giấy vệ sinh đấy nhỉ. Nhưng mà không sao, cái bánh bao Thắng chỉ đứng ở đây để Thắng kể chuyện cho các bạn nghe thôi. Còn bây giờ Thắng sẽ đi trả thù lại bạn đấy ngay. Bây giờ chúng ta chỉ cần ăn những cái cục xít màu nâu với cả màu đen, rồi mấy cái cục xít bảy sắc cờ vòng này nữa. Để lớn. Nghe có vẻ hơi mất vệ sinh nhưng mà bây giờ phải ăn chứ làm thế nào được. Không ăn thì không lớn, không lớn thì không thể đánh bại mấy cái bồn cầu kia được. Khu vực VIP mất tận 349 đứa bậc và ở đây trong đó sẽ có những cái cục xích mà bốc lửa bảy sắc cờ vòng luôn. Ui thằng danh con kia. Uầy, nhưng mà mình nhỏ bé mình chui được vào đây. Không bao giờ nó chui được vào cái cục giấy vệ sinh này nha. Thằng nào mà đuổi Thắng chạy vô luôn. Kia rồi mấy bạn ơi, Thắng đã nhìn thấy vua bồn cầu. Đó chính là một bạn nữ kìa. Bạn đấy tận 300.000 điểm luôn. Còn có cả cái giáp hay là cái gì mà tính 1 phút đếm ngược cái kìa. Xà bông nè, cục xà bông kìa, quả ống hút thông bồn cầu kìa. Chẳng có ai thấp điểm hơn mình để mình ăn nhờ bạn kia. 5.900 điểm đúng không? Tôi ăn luôn bà nè. Thắng còn có cả giáp nữa chứ. Lên đến chẳng sợ ai. Wow, ở trong này có nhiều xít ơi là nhiều xít. Đúng rồi, vàng có thể không nhiều nhưng mà xít chắc chắn là nhiều luôn. Còn có cả tăng tốc độ luôn kìa. Ăn tăng tốc độ là Thắng sẽ tăng tốc độ và ăn nhiều cục xít hơn. Ở chỗ này là có một cái chỗ mà gì cơ? Cái gì mà phun lên phun xuống kìa. Ô, sao không ăn thì được cái bạn nè nhở? Không hiểu kiểu gì luôn. Rõ ràng là mình chạm vào bạn này mấy lần ở đời, thấy chưa? Đứng sát như thế rồi mà không được. Thôi, đừng ngại, Thắng tha cho bạn đấy nha. Còn có bạn bé tí xíu đấy, đứng ở đây làm cái gì? Không có tăng tốc mấy bạn ạ. Không có tăng tốc thì bây giờ làm thế nào đây? Wow, như kiểu nhà vệ sinh thiên hà giới hạn 21/2500 là như nào đây? Người ta cho mua mua 99 Robux để mua của nhà vệ sinh ngoài vũ trụ. Ở đây có 500 kìa. Ăn cái 500 này là tất cả những cục xít tự động nhảy vào cái bồn cầu của chúng ta nha. Wow, trước mặt Thắng có bồn cầu cực kỳ là to luôn, còn không có nhìn thấy bên trên luôn ấy. Thằng danh con này, nhìn ăn thịt nó nè. Nó chạy đi đâu? Người ta không cho tăng tốc nên là muốn ăn thịt tụi nó cũng khá là khó luôn đấy. Đó. Nhưng mà không được luôn. Thôi xong. Ở đây, ui, có lửa kìa mấy bạn ơi. Hình như là ăn lửa thì cái quả bồn cầu của chúng ta sẽ phát ra lửa sao. Thằng kia nó đi qua mình nhưng mà nó không bị làm sao. Chẳng hiểu kiểu gì luôn ấy. Bạn này 19.000 điểm nè, Thắng sẽ ăn bạn này nha. Rồi thôi xong. Đời. Ăn xong thì sẽ có một cái vũng nước nhá. Ui, kiểu như là xả bồn cầu ấy. Thế là mình cứ tưởng cái gì ăn được cơ. Đây các bạn, bồn cầu màu nâu nè, Ui, tăng tốc nhanh đấy. Ở đây có một cái tia sét với cái 500 kìa. Thắng sẽ ăn. Nhưng mà không được. Kiểu như là bị ảo. Thằng danh con 55k điểm kìa. Nó ở đằng sau kìa. Thắng sẽ đuổi và ăn thịt bạn đó luôn. Tự nhiên đứng im ở đấy làm cái gì? Thắng ăn thịt được bạn đấy rồi. Bây giờ Thắng 128k điểm nha. Sắp sửa cướp top 1 tê lơi rồi. Ăn cái 500 kia để cho hút được nhiều. 500 đang ở trước mặt của Thắng kìa. Đó, nhiều chưa? Lại còn tăng vào tốc nữa. Trong cái cục mây này cũng có 500 nhưng mà không ăn được. Kiểu như là nó ở bên trong ấy. Bao giờ mới lên được 500k điểm để cấp top 1 đây? Bây giờ mình phải chăm chỉ. Ui giời ơi, hai bạn này đuổi nhau làm cái gì? Thế là đã bị Thắng ăn thịt luôn cả hai người này. Wow, top 1 kìa anh em ơi, chạy thôi. Bây giờ mấy cái bồn cầu mới vô, nhỏ xíu ra, chỉ bằng một cái cục xít mà thôi. 7 à, top 1 loanh quanh đến úp tháng nha. Nhưng mà còn lâu. Đang chơi là hơi bị nghè đấy. Ui, trời ơi, nó tăng tốc độ ăn thịt tháng rồi. Cay. Nhưng mà tháng lại hồi sinh, bởi vì là tháng mới vào game là người ta sẽ cho hồi sinh một lần nha. Tháng không sợ một cái gì cả, ăn tê xét và tăng tốc thôi. Wow, có một hộp quà rớt xuống này các bạn ơi. Ui, hộp Lucky Block luôn, ăn luôn. Wow, được quả làm trăm hút tận 1 phút luôn kìa. Được đấy, tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng mà người ta lại không cho tăng tốc. Bây giờ tăng tốc mới cả hút 500 này vào thì quá là kinh khủng khiếp luôn. Đó, thằng danh con này cũng khá là lớn rồi bạn ơi. Thằng sẽ ăn thịt bạn nè nha. Để xem nè, cái tăng tốc ở đâu nhở. Bây giờ mình lớn quá rồi, mình chạy cái tăng tốc ở đâu nữa. Đây, hình như ở đây. Đấy, có một cái tăng tốc kìa. Rồi, thằng sẽ ra ăn thịt cái bạn mà 70k điểm kia nha. Đâu nhỉ? Bên này. Ui trời ơi, tí nữa là ăn thịt được luôn. Đi qua cả mặt mình nữa. Không thấy tăng tốc ở đâu kia. Bên kia có tăng tốc rồi nha. Mình ăn tăng tốc xong mình quay ra đuổi lại bạn đó không bao giờ chạy được luôn. Ok con dê các bạn ơi. Bên này à. Ăn thịt được luôn. Yeah, cả 2 cái 4 cầu luôn nha. Cực kỳ là nhiều tăng tốc. Ở đây có cái tia sét nữa. Đó, thấy chưa? Tia sét này. Đó, ghê chưa? Nhiều tia sét chưa? 400k điểm rồi, sắp bằng top 1 tới lơ này kìa. Ui, lại có một hộp Lucky Block. Ui trời ơi, ăn luôn. Ui, nhưng mà không được hay sao nhỉ? À, được 50 cái tia sét màu xanh ngọc. Uầy, thôi xong, lại nó bị ăn thịt rồi. Cay quá nhờ, cái phát đấy tháng tham ăn hộp Lucky Block nên là bị tụi nó ăn thịt ngay. Rồi. Nhưng mà bây giờ top 1 chỉ có 128k điểm mà thôi. Trời, như thế thì nó mới công bằng chứ. Ở đây có giáp nè. Khi mà mình nhỏ ấy thì mình ăn mấy cái cục xích kia hơi khó khăn, mình phải đảo đi đảo lại nhiều. Còn nơi mình lớn là mình chỉ cần đi đường thẳng được là ok ngay. Có 5 châm kìa. Đó, cứ ăn 5 châm nha, xong nó hút lại vô. Trong này, đây, vô được rồi. Ok ngay. 5 châm cộng với tốc độ nữa thì tuyệt vời ông mặt trời. Tên top 1 chỉ có 140 mấy k điểm thôi. Ta sẽ cướp một cách cực kỳ là dễ dàng luôn. Đó. Định ăn thịt mình nha. Nó có nhìn thấy mình đâu. 5 châm này à. Ăn ở trong cái khoảng mà màu tím này à. Mấy cục xít to hơn là cộng nhiều hơn nhá. Đó. Ui trời ơi, ghê chưa? 21k điểm luôn mấy bạn ơi. 21k điểm là có ăn thịt được ai không? Chả ăn thịt được ai luôn. Đây, có bạn này 4k điểm kìa. Này. Lại thì 4k điểm này. Ăn thịt được bạn ấy luôn. Én. 5 châm. Ui. Vô trong này. Tí nữa nó vỡ mồm, bị thằng kia nó ăn thịt là hỏng. Ui, nó đang tăng tốc kìa. Ui giời ơi. Ui, nhanh. Yeah. Cay. Đề phòng mấy cái bọn lớn hơn nó ăn tăng tốc nó đuổi thắng lên là bây giờ thằng phải ăn hết sạch tăng tốc của tụi nó mới được. Không để dành cái tăng tốc nào ở đây. Đó, ăn hết sạch tăng tốc cả 500 luôn. Không bao giờ hút được mình nha. Ui dồi, càng ngày là càng cách xa rồi. Cái thằng top 1 tận 170 mấy cạn điểm kìa. Càng đét như là dây đạn. Ui dồi. À, có 2 bạn ở đây 35k điểm nhưng mà vẫn không được to cây đâu. Thằng 16.000 điểm này à. Đớp nó luôn. Yo. Còn thằng nào bé mình không nhở? Chả có thằng nào bé mình nữa. Mình đang top 4 rồi. Ui. Cẩn thận nha. Úi dồi ôi, tí nữa là đâm vào kia vỡ mồm luôn. Đời ra ăn 2 cái thằng con này trước cho nó cộng nhiều điểm. Wow, bà này lướt nhanh quá nhưng mà không nhanh bằng mình đâu. Ui, nó nhanh hơn tháng rồi đấy. Ăn thịt cả 2 người này luôn. Có tia chớp, ăn tia chớp tăng tốc độ để mà còn chạy nữa chứ. Rồi, thằng danh con này 5k điểm này à, bị thằng ăn thịt ngay. Tháng 80 mấy k điểm rồi nhưng mà vẫn top 4 mấy bạn ơi. Ăn giáp kìa. Mấy cái cục xít to ở trong này à. Wow, 3 thằng danh con. Thằng cũng phải ăn để thằng còn lên hơn 170k điểm chứ. Ok. Lại chạy thôi. Ăn được cái tăng tốc là chạy luôn. Đây, trong này là có nhiều giáp này. Cả 500 này. Đó, tia sét này, ghê chưa, 170 mấy rồi nha. Chuẩn bị đã lên, đó, thằng lên top 3 rồi. Bây giờ là thằng sẽ tìm cái thằng xanh con top 2 nó đang ở đâu nhỉ? Thằng ăn thịt nó mới được. Đây, top 2 đây, top 2 đây. Top 2 đây anh em ơi. Top 2 đây, ăn thịt nó luôn. Yo, yo, yo. Yeah, thằng vừa ăn thịt được cái thằng top 2 rồi. Và bây giờ thằng đang là top 3 này. Đấy, thịt bạn nữ kia nha. 4 cầu nữa này, như này các bạn nhé. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Và bây giờ thằng đang làm vua gì nha. Còn cái tên danh con này 400k điểm ạ, đớp nó luôn này. Chạy được không, ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ thằng đang hơn 1 triệu điểm rồi nha. Chơi nó phải thế chứ. Đơn giản thì đan dỗ chẳng qua là mới vô. Nó bé xíu bé xe là mấy bị thằng kia nó bắt lạc kìa. À, đầu cái hộp Lucky Block kìa. Đấy, Lucky Block nha anh em ơi. Đấy các bạn thấy chưa, thấy chưa? Đấy. Úi trời ơi, giáp 1 phút luôn thì làm gì có đối thủ. Không phải sợ ai cả, ăn hết tất cả luôn. Bây giờ là mình có giáp 1 phút mình còn vô đối lên chứ. Ok nha. Thôi, vô đối rồi. Bây giờ kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.